Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer ha. Và nếu như anh em thích thể loại game RPG kỳ cấp như mình thì ok, mình sẽ giới thiệu anh em thêm một con game thuộc thể loại này. Và nó rất là bánh cuốn anh em nhé. Anh em đã thích thể loại game ví dụ như là Heresy, Diablo hoặc là những con game huyền thoại như Võ Lâm Truyền Kỳ, Kiếm Thế, Phong Thần các kiểu ấy, thì chắc là anh em sẽ rất thích cái game này. Tại vì game này nó rất là giống với đó ha, với 4 class nhân vật mặc định với lại một class mới nữa. Thời gian gần đây thì nó mới update lên. Anh em có thể thấy hệ thống kỹ năng rất là cầu kỳ và chi tiết, anh em thấy không? Mình sẽ tăng kỹ năng theo từng đời. Thậm chí anh em có thể tự sáng tạo cái hệ thống kỹ năng cũng như là combo của anh em để có thể đánh quái cũng như là luyện cấp nhanh hơn. Và game này hiện tại nó chỉ có trên PC thôi anh em nhé. Anh em có thể chơi co-op với nhau bằng cách là có một máy, hoặc là anh em có thể co-op trực tuyến với tối đa 4 người chơi. Thì đây là một loại game mà thuộc dạng là mình rất là thích anh em nhé. Nên là anh em thấy là mình cố gắng mình review rất là nhiều. Và cũng như là những từ game online nó giống như thế này thì cũng rất là phê anh em. Chơi đã vải chưởng ra, cứ luyện cấp rồi cày đồ, hên xui có đồ ngon rồi mình bắt đầu đi khoe anh em các kiểu ha. Rồi đánh quái là rồi lại cứ đi là một cái vòng lặp như vậy. Đó, thì đây là thể loại game có thể nói là gần như là mình thích nhất luôn ha. Và nó còn là big sale nữa, đấy. Rồi thì game này nó có tên là Chronicon anh em nhé. Anh em có thể mua trên Steam hoặc là anh em lên web của mình. Web mình thì mình để dtngamer.com đó, anh em có lên nó tải ha, tải về chơi thử. Và nếu anh em cảm thấy thích thú thì anh em có thể mua trực tiếp về luôn để anh em có thể chơi chung với bạn bè. Con game này chơi phê vãi chưởng anh em. Nó thật sự là nó giống Diablo với Heresy anh em, chơi đã lắm. Lại kỹ năng đánh cũng khá là sướng tay. Anh em thấy không? Có những hệ ví dụ như là summon nè, hoặc là hệ đấu sĩ, hệ pháp sư. Những cái hệ mà có kỹ năng cast xa hoặc là những hệ về triệu hồi thì có thể mạnh hơn một chút, nhưng mà được một cái mà những từ game khác về dạng pixel ít làm được đó, chính là cái độ cân bằng anh em. Game này khá cân bằng. Ví dụ như anh em chơi cận chiến thì bù lại là cái kỹ năng xoay hoặc kỹ năng xung quanh của nó thì nó khỏe, nó đam to, mới lại là nó cũng có một lượng đép ok nên anh em sẽ không có lo vấn đề bị chết ha. Còn anh em chơi phái xa thì anh em mỏng manh một chút, nhưng bù lại thì anh em có thể đánh xa cũng như là kỹ năng cũng mạnh đó, rất là cân bằng. Và nếu anh em thích từ game này thì anh em có thể tải về chơi thử nha. Rồi hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Hy vọng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ cái game pixel cũng như là thể loại game RPG kỳ cấp như mình nhé. Rồi, bye bye anh em.